được gặp lại các em trong một buổi phát trực tiếp nho nhỏ này. Trong buổi học này, chị rất mong có được sự tham gia tích cực của các em để cùng nhau chúng ta trao đổi về cách làm, về cách viết một phần kết bài làm sao cho thật hay, thật đúng, thật đủ nhưng vẫn hấp dẫn và có sức gợi cho bài viết của mình nhé. Bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào dưới phần bình luận để chị biết được nhé. Được bộ những kết bài mẫu cho các tác phẩm ngữ văn lớp 9 học kỳ 1. Chị nghĩ rằng là bộ tài liệu này sẽ rất là có ích cho các bạn trong quá trình chúng ta chuẩn bị và chúng ta ôn thi giữa kỳ, được không nào? Nhá. À đây rồi. Đã có những bạn đầu tiên vào xem phần phát trực tiếp này. Xin chào các em. Nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. Không biết là các bạn đã ôn thi giữa kỳ chưa nhở? Đã có bạn nào thi giữa kỳ chưa? Các em làm bài có ổn không? Buổi hôm trước thì chị cũng đã phát trực tiếp ở trong group học văn lớp 9 free rồi. Đó là buổi phát trực tiếp để chúng ta ôn tập về toàn bộ các cái tác phẩm chúng ta học trong học kỳ 1, được không? Không biết là còn bạn nào có thắc mắc gì không nhở? Các em có thắc mắc gì các em có thể để lại ở dưới phần bình luận nhá. À, rồi tiếp tục có những bạn tiếp theo. Xin chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong phần phát trực tiếp này. Nhanh chóng lấy sách vở ra này, lấy cuốn vở ghi hoặc là lấy cái cuốn sổ mà các em hay ghi về phương pháp hay là về bí kíp học văn ấy để chúng ta ghi lại những phần kiến thức này nhá. Sẽ rất ngắn gọn thôi nhưng mà hôm nay chị sẽ cùng với các bạn ôn tập lại và chúng ta sẽ thực hành luôn. Bên cạnh những cái phương pháp, những cái lý thuyết thì chúng ta sẽ có thực hành luôn với khoảng độ 1 hoặc 2 cái kết bài để chúng ta cùng nhau viết luôn nhá. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học này. Các bạn thường thì hay để ý đến phần mở bài, đúng không? Thường chúng ta rất là trau chuốt cho phần mở bài với cái quan niệm đó là đầu xuôi thì đuôi lọt. À ok rằng là mở bài của chúng ta, mở bài gián tiếp này, dẫn dắt rất là hay từ những cái nhận định, từ những đoạn thơ, từ những cái cảm nhận cá nhân rất là riêng của các em. Điều đó chị hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể là trong một bài viết chúng ta chỉ coi trọng một phần được, đúng không nào? Và chúng ta cũng có một cái phần kết bài để trọn vẹn cho bài viết của mình. Kết bài cũng có vai trò rất là quan trọng. Và không, nếu chỉ có mở bài không thì chắc chắn rồi, đầu thì xuôi đấy, nhưng mà đuôi thì làm sao có thể lọt được, đúng không? Nói vui một chút như vậy để các em hiểu được là chúng ta cũng cần phải viết những cái kết bài làm sao đúng, đủ và có sức gợi nhá. Và đặc biệt hơn nữa, một cái điều rất là có lợi cho các bạn đó là khi các em có thể chuẩn bị trước những cái mở bài thì các bạn cũng có thể chuẩn bị trước những cái kết bài cho từng tác phẩm. Ý chị ở đây không phải là chúng ta viết trước rồi chúng ta học thuộc lòng, mà ý chị ở đây là chúng ta sẽ chuẩn bị trước những cái phần mà các em muốn đưa vào phần liên hệ mở rộng, phần để tạo sức gợi cho phần kết bài của mình đấy, được không? Vậy thì trước tiên, để làm sao chúng ta viết một cái kết bài và phần kết bài có những yêu cầu gì thì hãy cùng chú ý vào đây giúp chị nhé. Chú ý vào đây này. Đầu tiên, về mặt yêu cầu, được không? Về yêu cầu nhé, phần kết bài bao giờ, đối với chị, phần kết bài, một kết bài tốt bao giờ cũng phải đảm bảo hai cái ý sau. Thứ nhất là nó phải tổng kết lại được vấn đề nghị luận. Nó phải mang ý nghĩa tổng kết. À, chị muốn nhắc lại ở đây nhá, đó là phần viết kết bài này thì chị hướng dẫn riêng cho dạng đề nghị luận văn học nhá. Được không? Không thì bạn nào lại thắc mắc. Đó là em viết văn miêu tả, em viết văn thuyết minh thì đâu có phải tổng kết cái gì hay là đâu có phải liên hệ mở rộng cái gì, đúng không? Chị muốn nhấn mạnh ở đây đó là phần nghị luận văn học của chúng ta. Đây là một dạng đề rất là quan trọng và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lần. Không chỉ trong những kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ hay là thậm chí là cả trong những cái kỳ thi chúng ta lên cấp 3 nữa. Hiểu ý chị không? Cho nên là trong buổi này chị sẽ muốn trao đổi với các bạn cách để chúng ta viết một cái kết bài cho dạng đề nghị luận văn học nhá. Và trong dạng đề này thì kết bài của chúng ta thứ nhất là phải đảm bảo tổng kết được vấn đề nghị luận. Kết bài mà chúng ta phải kết lại, muốn viết gì thì viết, thì cái yếu tố tiên quyết nhất, cái yêu cầu quan trọng nhất của kết bài phải là tổng kết được vấn đề nghị luận trước khi các em muốn liên hệ mở rộng đi đâu đó. Được không? Hiểu với chị không nào? Nhá, đó là cái đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên. Cái yêu cầu thứ hai, đây, cái yêu cầu này sẽ giúp cho mở bài của chúng ta đủ. Nhưng mà để tạo được cái sức gợi, để tạo được cái ấn tượng, để tạo được cái dư âm, dư vị, ấn tượng đối với bạn đọc cho bài viết của chúng mình, thì chúng ta cần phải có phần nữa, đó là chị gọi là liên hệ và mở rộng.
Nghĩa là từ cái vấn đề ta vừa mới tổng kết đấy, được không? Từ cái vấn đề chúng ta vừa mới tổng kết đấy thì em có suy nghĩ gì đến những cái vấn đề khác hay không? Có liên quan hay không? Hay là cái cảm nhận cá nhân của riêng em muốn bộc bạch ở đây là gì? Được không nào? Và toàn bộ phần kết bài này cũng hoàn toàn có thể là một cái phần để chúng ta đưa ra cái thông điệp của cá nhân mình, cái cảm nhận riêng của cá nhân mình về vấn đề nghị luận. Ok chưa? Được không? Nhá. Chỉ có hai cái yêu cầu rất là cơ bản như thế này thôi. Nhưng mà chị thấy đa số các bạn là chỉ chú tâm vào cái phần tổng kết này thôi. Hay là phần liên hệ mở rộng các em có, nhưng mà viết nó còn sơ sài, hoặc là nó chưa tận dụng tốt được cái ngữ liệu liên hệ mở rộng của mình để tạo cái sức gợi cho phần kết bài hay toàn bộ bài viết nói chung. Được không? Hay là cũng nhiều bạn là chỉ muốn là mở bài em viết rất là dài rồi, bây giờ kết bài của em cũng muốn viết nó rất là dài, thế là cứ viết dài dòng ra lan man mà không tóm lại được cái vấn đề cần phải tổng kết là gì. Thì thiếu một trong hai yếu tố này thì cũng khiến cho cái kết bài của chúng ta không thể nào hoàn thiện và không thể nào hay được. Các em nhá. Ok chưa? Và đặc biệt là chúng ta khi viết kết bài, chúng ta cũng cần phải cân đối cái dung lượng với cả mở bài để tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột nhá. Ok chưa? Đấy là những cái yêu cầu cơ bản. Thứ hai, để viết được những cái kết bài như vậy và tiết kiệm thời gian thì chúng ta cần chuẩn bị gì? Ok không? Cần chuẩn bị gì? Thứ nhất là đối với chị nhá, chúng ta sẽ đi từ những cái dạng đề cơ bản nhất. Dạng đề cơ bản nhất là dạng đề phân tích cảm nhận, đúng không? Dạng đề nghị luận văn học cơ bản nhất là phân tích cảm nhận. Thì khi mà chúng ta tổng kết cái vấn đề về phân tích cảm nhận một đoạn thơ hoặc là một nhân vật ấy, hay là một chi tiết nào đó, thì chúng ta phải có được, nắm được cái nội dung chính, được nội dung, được không? Và những cái đặc sắc nghệ thuật để tác giả truyền tải đến chúng ta cái nội dung đấy. Cho nên là phần tổng kết của một kết bài dạng đề phân tích và cảm nhận cơ bản thì các em phải nắm được những cái đặc sắc nội dung và nghệ thuật của cái chi tiết của cái đối tượng mà chúng ta vừa mới phân tích ở trên phần thân bài. Ok chưa? Nhá. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị được đối với những cái dạng đề, ở đây chị đang nói về cái dạng đề về phân tích. Dạng đề phân tích và cảm nhận, ví dụ, được không? Ví dụ là cái dạng đề, ví dụ như một đề đó là cảm nhận của anh chị hoặc cảm nhận của em về vẻ đẹp của Thúy Kiều trong đoạn trích Chị Em Thúy Kiều chẳng hạn, hoặc là hãy phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Cảnh Ngày Xuân để thấy được sự tài tình trong bút pháp tả cảnh ngụ tình của tác giả Nguyễn Du chẳng hạn. Đó, thì đó là những cái dạng đề phân tích cảm nhận cơ bản. Thì khi mà chúng ta viết kết bài thì chúng ta phải tổng kết được cái gì? Được không? Thì chúng ta phải tổng kết gì? Và cái yếu tố tổng kết này hoàn toàn các em có thể chuẩn bị trước được nhá. Đó là chúng ta phải tổng kết được về nội dung, nội dung chính thôi, và nghệ thuật. Được chưa? Chuẩn bị trước được về nội dung chính và nghệ thuật, về đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ đó. Nếu như mà chúng ta phải phân tích cả một đoạn trích, cả một cái văn bản, thì chúng ta dựa vào phần ghi nhớ trong sách giáo khoa để chúng ta soạn. Còn nếu như mà chúng ta cảm nhận riêng một đoạn thơ và cảm nhận riêng một cái nhân vật, thì chúng ta phải thấy được cái vẻ đẹp chung của cả nhân vật, của nhân vật đó là gì, gắn với cả yêu cầu phân tích của đề bài. Chị lấy ví dụ như là đề bài yêu cầu chúng ta phải phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương chẳng hạn, được không? Thì các em phải nắm được những cái vẻ đẹp chính của nhân vật Vũ Nương, đó là nhân vật Vũ Nương hiện ra dưới trang văn của Nguyễn Dữ là một người con gái như thế nào nhở, nết na thủy mị, tư dung tốt đẹp, thủy chung, rồi là gì nữa nhở, rất là hiếu thảo với mẹ chồng và là một người mẹ rất thương con. Đó là những cái vẻ đẹp chung của Vũ Nương chúng ta sẽ tổng kết và khái quát lại dưới phần kết bài. Còn về nghệ thuật thì sao? Nghệ thuật thì các em có thể dựa vào phần ghi nhớ trong sách giáo khoa, hoặc là chúng ta sẽ đi sâu hơn với từng những cái nhân vật, với từng đoạn thơ thì tác giả có những cái nét đặc sắc nghệ thuật nào. Ví dụ như là đoạn trích về 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích, thì tác giả Nguyễn Du đem đến cho chúng ta những câu thơ mà hiện ra dưới điệp từ buồn trông chẳng hạn, rồi là bút pháp tả cảnh ngụ tình, vân vân. Hiểu với chị không nào? Cho nên là, và đặc biệt những cái phần này thì các em hoàn toàn có thể chuẩn bị trước trong quá trình chúng ta ôn tập lại kiến thức nền, thì các em hãy ghi riêng ra đâu là nội dung, đâu là nghệ thuật đấy, để chúng ta nắm được nhá.
Hoặc là khi mà chúng ta ôn tập, chúng ta cũng có thể chuẩn bị ghi lại một cách chi tiết hơn những cái đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của toàn bộ văn bản. Từ đó chúng ta có thể nhớ được nội dung chính này và sau đó là viết được những cái kết bài trước cho từng cái đoạn trích và từng cái văn bản mà chúng ta học. Hiểu ý chị không? Đây, ở đây chúng ta có đặc sắc nội dung và nghệ thuật của kiểu là Ngưng Bích này. Đó, các em ghi thành những cái ý chính như thế này thôi để chúng ta nắm được dễ hơn nhá. Hay là đây, Chuyện Người Con Gái Nam Xương, chúng ta cũng có về nội dung và nghệ thuật dưới những cái ý trước, những cái ý gạch đầu dòng như thế này thôi. Đấy, để các em nắm được có bao nhiêu ý và chúng ta phải nhớ được từng nào. Hay là đây, có Chị Em Thúy Kiều, vân vân. Tất cả những cái đoạn trích, những cái văn bản về văn học trung đại là chị cũng đã có chuẩn bị và đã chia sẻ tới các bạn rồi, đúng không? Các em có thể xem lại phần đó để chuẩn bị trước những cái kiến thức cần thiết chúng ta viết được những cái kết bài hay và hấp dẫn nhá. Ok chưa? Được không? Nhá, đó. Đây, tất cả những phần này là chị đã chia sẻ rồi. Được chưa? Tiếp tục này. Đó là những cái phần chúng ta chuẩn bị để tổng kết được vấn đề. Vậy thì liên hệ mở rộng thì chúng ta lấy ở đâu? Đó, thì phần liên hệ này các em có thể sử dụng. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng câu thơ, được không? Sử dụng một cái câu thơ viết về cái nhân vật chúng ta đang phân tích, hoặc là câu thơ của cùng tác giả đó, hoặc là câu thơ cùng chủ đề, vân vân. Nói chung là nó phải liên quan đến cái vấn đề chúng ta đang bàn luận, hoặc là câu thơ nói lên được, thay lời kết cho em được ấy, kiểu như là thay lời kết cho bài văn này thì xin mượn câu thơ của tác giả nào đấy, vân vân, được không? Có thể dùng câu thơ nhá. Thứ hai, các em có thể sử dụng nhận định này, nhận định văn học, được không? Sử dụng nhận định văn học, có thể sử dụng những nhận định về giá trị nhân đạo nếu như mà chúng ta áp dụng cho Chuyện Người Con Gái Nam Xương, hay chính Chuyện Kiều cũng được, được không? Đó đều là hai cái văn bản, đều là hai tác phẩm, hai văn bản mà thấm đẫm giá trị nhân đạo ở trong văn học trung đại, cho nên các em có thể sưu tầm những nhận định về giá trị nhân đạo để chúng ta viết ở trong phần kết bài này nhá. Và khi mà chúng ta dẫn ra nhận định thì sẽ rất tốt khi mà các em có thể vận dụng luôn những cái từ khóa ở trong nhận định đó để chúng ta dẫn dắt, chứ chúng ta không đơn thuần chỉ trích ra không rồi để đấy. Hiểu chị không? Nhá, được chưa? Ok chưa? Đó là cái thứ hai. Liên hệ, các em có thể sử dụng thơ hoặc là nhận định, hoặc là các em có thể nêu lên cái cảm nhận cá nhân, cái suy nghĩ cá nhân, cái điều mà các em muốn khơi gợi sau cái bài viết này, được không? Đó. Ví dụ như là khi mà các em cảm nhận về nhân vật Vũ Nương chẳng hạn, thì chúng ta thấy được đây là một nhân vật mà có rất nhiều những cái phẩm chất tốt đẹp, nhưng mà phải chịu một cái số phận vô cùng oan nghiệt. Vậy thì liên hệ đến cái đời sống hiện nay chẳng hạn, được không? Thì người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn trọn vẹn, vẫn luôn giữ vững, vẫn luôn phát huy những vẻ đẹp truyền thống ở trong nhân cách và phẩm hạnh của mình. Nhưng đời sống ngày càng phát triển và cái tiếng nói của phụ nữ thì ngày càng được coi trọng. Từ đó thì chúng ta lại càng cảm nhận được sâu sắc hơn vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ ở trong xã hội, vân vân. Đấy, thì thay cho thơ hoặc là nhận định thì em cũng có thể nêu lên những cái cảm nhận cá nhân hoặc là cái thông điệp cá nhân mà em muốn khơi gợi tới bạn đọc sau khi đọc bài viết của em. Nhá, ok chưa? Được chưa? Rồi, đó là phần lý thuyết. Các em nắm được không? Và nếu như mà bạn nào tinh ý thì các em cũng thấy được đây nó giống như là một cái mở bài ngược ấy. Vì nếu như mà phần mở bài là chúng ta sẽ đi từ những cái dẫn dắt của những cái liên hệ mở rộng trước, sau đó chúng ta mới nêu vấn đề, đúng không? Thì ở phần kết bài thì chúng ta đi ngược lại, là chúng ta tổng kết vấn đề trước, sau đó chúng ta liên hệ mở rộng để tạo được cái sức gợi và những cái ấn tượng cá nhân cho bài viết của mình. Hiểu với chị không? Ừ, đúng rồi. Hay nhiều bạn thì hay tâm sự với chị là thật ra phần kết bài khi mà viết thì lúc đấy em còn ít thời gian lắm, gần như là em chép lại phần mở bài vậy. Thì điều đó thì thật sự là nó không nên, nó sẽ khiến cho bài viết của chúng ta bị lặp đi lặp lại. Nhưng mà đúng rồi, về mặt lý thuyết thì chúng ta vẫn sẽ nhắc lại những cái ý mà chúng ta nêu ở mở bài mà. Ở mở bài chúng ta nêu vấn đề nghị luận thì kết bài chúng ta cũng tổng kết lại vấn đề nghị luận đó thôi. Nhưng hãy có cho mình những cái cách viết đa dạng, được không? Và hoàn toàn phần này đừng để cho phần kết bài của em trở thành một hoặc là hai dòng rất là ngắn ngủn và vội vàng trong bài viết của mình khi mà chỉ còn có một phút hoặc là hết giờ rồi. Đấy, thì để tránh cho các bạn cái tình trạng đấy thì hôm nay chị phát trực tiếp cùng với các em để các em có thể sau phần phát trực tiếp này tự chuẩn bị cho mình,
được không? Tự chuẩn bị cho mình những cái mở bài, à, những cái phần kết bài chúng ta viết trước và luyện tập trước, để khi mà chúng ta bước vào phòng thi hay là chúng ta bước vào cái giờ kiểm tra, chúng ta sẽ tự tin hơn và tiết kiệm thời gian hơn nhá. Được chưa? Rồi, ok. Có lẽ là những cái phần lý thuyết chị vừa mới nêu thì nó vẫn còn khá là hàn lâm, chị cảm giác như vậy, sợ là các bạn chưa hiểu được, chưa hiểu hết được. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ thử áp dụng tất cả những cái lý thuyết này vào những cái phần thực hành nhá. Hãy cùng thực hành với chị để chúng ta viết hai cái kết bài như sau đi, được không? Chị sẽ chuyển sang bút đen để các em dễ theo dõi nhá. Thực hành luôn. Đây. Thứ nhất, chúng ta có phần kết bài. Đề bài 1 đi. Được không? Bây giờ hãy cùng với chị viết một phần kết bài cho đề bài sau. Đề bài của chúng ta đó là cảm nhận. Đây. Được không? Cảm nhận về xem là cảm nhận về nhân vật Vũ Nương. Được không? Trong Chờ chị viết sai này. Trong chuyện người con gái Nam Xương, chị viết tắt nhá. Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Một đề bài rất là cơ bản thôi. Ok không? Chúng ta sẽ có kết bài như sau. Nào, kết bài trước tiên này, phải tổng kết lại được cho chị về những đặc sắc nội dung và nghệ thuật khi mà tác giả xây dựng về hình tượng nhân vật Vũ Nương. Thì như chị vừa mới nêu đúng không, là tác giả Nguyễn Dữ đã đem nhân vật Vũ Nương, đã khắc họa nhân vật Vũ Nương ở trên trang văn của mình với những nét đẹp của phẩm hạnh, những nét đẹp của tâm hồn, những nét đẹp của tính cách, ví dụ như là tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp này, rồi là một người vợ hết mực thủy chung với chồng, hết lòng yêu thương con và rất mực hiếu thảo với mẹ chồng nữa. Ok chưa? Đó, hay là Vũ Nương cũng mang vẻ đẹp của một người con gái thủy chung, không bao giờ phản bội và luôn luôn quyết giữ cho mình cái tấm lòng trinh bạch, quyết minh oan cho bản thân mình, và khi mà không còn cách nào khác thì cô vẫn phải tìm đến cái chết để thay cho cái lời minh oan rõ ràng nhất cho bản thân, đúng không? Thì ở đây đó là về nội dung, còn về nghệ thuật thì tác giả Nguyễn Dữ đã sử dụng những nghệ thuật nào để khắc họa nhân vật Vũ Nương nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Những nghệ thuật mà tác giả sử dụng, những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả sử dụng để xây dựng thành công hình ảnh nhân vật Vũ Nương đem đến cho chúng ta. Ở đây. Rồi, đúng rồi, chính xác. Có bạn vừa nhắc chị này, đó là nhân vật Vũ Nương. Khi mà chúng ta cảm nhận về nhân vật Vũ Nương thì chúng ta không chỉ cảm nhận về vẻ đẹp, về phẩm cách, về về phẩm hạnh, đúng không? Đúng không? Về phẩm hạnh, về nhân cách, mà chúng ta còn phải cảm nhận về cái số phận bi kịch của nàng nữa. Cho nên là khi viết kết bài chúng ta cũng phải tổng kết được, đó là Vũ Nương với những cái vẻ đẹp về phẩm chất, về nhân cách như vậy, nhưng số phận của nàng lại vô cùng oan nghiệt, phải chịu cái nỗi oan, đúng không? Phải chịu những cái nỗi oan ở dưới một cái chế độ phong kiến hà khắc và bất công. Đấy, đấy là về nhân vật Vũ Nương. Và để đem đến cho chúng ta một nhân vật như vậy thì tác giả Nguyễn Dữ đã xây dựng thành công cái tình huống truyện đặc sắc, đúng không? Có thắt nút, có mở nút, rồi nghệ thuật miêu tả nhân vật với cái ngôn ngữ, với cái ngôn ngữ đối thoại nội tâm, đúng không? Độc thoại nội tâm. Rồi là tác giả cũng đã kết hợp hài hòa giữa chất tự sự, chất trữ tình. Đấy, ok chưa? Đó là những cái yếu tố chính để chúng ta phải đưa, phải tổng kết được ở trong kết bài này. Còn khi chúng ta liên hệ mở rộng thì ở đây chị sẽ liên hệ mở rộng bằng bốn cái câu thơ ở trong một bài thơ mà đọc lên các em chắc chắn sẽ thấy quen thuộc đấy. Nào, bắt đầu cùng viết với chị nhá. Chúng ta sẽ không phải là nêu nội dung trước, xong rồi chúng ta lại nêu nghệ thuật. Thì như vậy nó giống như là đang liệt kê, đúng không? Hoàn toàn các em có thể kết hợp như thế này nhá. Một cái cấu trúc câu mà rất 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 nhiều bạn, và cái cấu trúc này cũng rất dễ để chúng ta áp dụng, nó là cấu trúc bằng, đã hoặc là với, đã. Đây này, cấu trúc này này. Ok không? Thì chỗ này
sẽ là khi mà chúng ta tổng kết về nghệ thuật, còn chỗ này là khi chúng ta nêu về nội dung. Bởi vì sao? Bởi vì những đặc sắc nghệ thuật chính là cái phương tiện, là cái công cụ để tác giả truyền tải cho chúng ta những thông điệp về nội dung. Cho nên chúng ta có thể dùng cái cấu trúc câu này để thay cho cái phần tổng kết vấn đề trong phần kết bài nhá. Ví dụ nhá, đây, bằng bắt đầu là những cái yếu tố về nghệ thuật này, bằng nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện và các chi tiết kỳ ảo độc đáo. Gì nữa ạ? Cách miêu tả nhân vật bằng ngôn ngữ đối thoại và độc thoại này. Đối thoại là khi mà Vũ Nương Minh Oan với cả Trương Sinh ý, rồi độc thoại là khi mà nàng đến bên bến Hoàng Giang, khi mà quá bất lực với cái tình cảnh của mình rồi. Đấy, được chưa? Rồi là sự kết hợp hài hòa. Đây là một câu rất là dài đấy. Giữa tự sự và trữ tình. Đến đây chúng ta phải nhớ nhá, đây chưa phải là một câu đâu. Đây hoàn toàn chưa có chủ ngữ đâu nhá, cho nên là đây chúng ta chỉ được phẩy thôi, chứ các em không được chấm đâu nhá. Phẩy này, đây tiếp tục này. Nguyễn Dữ hoặc là tác giả Nguyễn Dữ trong, được không? Trong tác phẩm chuyện Người con gái Nam Xương đã khắc họa thành công, đúng không? Nhân vật Vũ Nương với những, được không? Với những này, phẩm chất và đức hạnh ngời sáng, nhưng phải chịu số phận oan nghiệt. Ok chưa? Nhá, đây là khi chúng ta tổng kết được xong về vấn đề nghị luận rồi đấy. Một câu văn rất là dài, nhưng mà các em phải biết rõ ràng đâu là đến đâu là phẩy nhá. Đến đây là phần nghệ thuật này, được chưa? Sau dấu bằng là đây là nghệ thuật này. Đến đây là bắt đầu tác giả Nguyễn Dữ trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương đã, thì tất cả phần khắc họa này chính là về nội dung. Đó, như vậy là chúng ta đã đảm bảo được về tổng kết vấn đề nghị luận. Thật ra là đến đây các em hoàn toàn có thể xong rồi đấy, biết xong rồi đấy, xong một cái kết bài rồi đấy, đảm bảo yêu cầu cơ bản rồi đấy. Nhưng nếu chỉ kết ở đây thôi thì chị cảm giác là nó bị hẫng quá, nó chưa đủ cái sức gọi và chưa đem lại được cho chúng ta một cái phần kết bài ấn tượng. Cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ mở rộng này. Đây, ở đây để chị muốn sử dụng câu thơ của tác giả Lê Thánh Tông về nhân vật Vũ Nương. Đó, thì ở đây cái câu thơ đó thì đề cập đến hình ảnh mà Vũ Nương gieo mình xuống sông, cho nên chị có thể tiếp tục viết tiếp như thế này. Nhưng phải chịu số phận oan nghiệt. Hình ảnh, được không? Hình ảnh Vũ Nương gieo mình xuống sông. Để gì nhỉ? Để chứng minh này, đúng không? Để chứng minh
cho tấm lòng trinh bạch của mình chẳng hạn. Đó, sẽ mãi khiến ta cảm động và xót xa. Hai chấm xuống dòng này, mở ngoặc kép này. Chị có câu thơ như sau: trứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt. Được chưa? Giải oan chẳng lọ mấy đàn chàng. Gì nữa ạ? Qua đây mới rõ nguồn cơn ấy. Khéo trách chàng Trương. À, khá trách, chị xin lỗi nhá. Bảo sao đọc đến đây lại thấy nó sai sai. Đó, khá trách chàng Trương. Khéo phũ phàng. Được không? Đó, đây là câu thơ của Lê Thánh Tông. Được chưa? Ok không? Đó, chúng ta có một kết bài như thế này. Vừa có tổng kết được vấn đề nghị luận, cũng vừa liên hệ mở rộng được nhá, các em nhá, được chưa? Ừ. Rồi. À, các bạn có lẽ là với một kết bài như thế này thì các em đã đủ hình dung được chưa? Hiểu được không? Các bạn hiểu được không? Hay là tiếp tục với chị nhá. Chúng ta sẽ có một cái kết bài tiếp theo, thực hành cùng với chị một kết bài tiếp theo để chúng ta quen được này. Và hãy hứa với chị là sau phần phát trực tiếp này, khi mà các em chia sẻ phần phát trực tiếp này thì hãy nhắn tin về cho fanpage để nhận được bộ kết bài mẫu. Và các em hãy dựa vào đó viết cho mình những cái kết bài riêng, chuẩn bị riêng, luyện tập trước đi, để khi chúng ta bước vào phòng thi, khi mà chúng ta làm bài thi sẽ không bị lúng túng, và hãy tự tin với kết bài của mình nhá. Nhớ chưa? Đó, đó là kết bài đầu tiên. Chúng ta sang một đề thứ hai đi, để cho quen tay này. Đề 2 này. Đề 2 của chị đó chính là hãy phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Ok chưa? Nhá. Đây, phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Rồi. Đó là đề bài của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ viết kết bài này. Kết bài thì chúng ta trước tiên là tổng kết vấn đề nghị luận đúng không? Thì vấn đề nghị luận của chúng ta chính là 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Được không? Thế bây giờ các em có thể viết luôn, đó chính là 8 câu thơ cuối ở đây là trích truyện Kiều của Nguyễn Du này. Chị viết tắt truyện Kiều nhá, của tác giả Nguyễn Du chị viết tắt này. Trong đoạn trích, nhớ đâu là đoạn trích, đâu là tác phẩm các em nhá. Kiều ở lầu Ngưng Bích. Được không? Gì nữa nhỉ? Nội dung của nó là gì? À, ở đây chúng ta thấy được là 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích đã đem đến cho chúng ta những cái bức tranh về thiên nhiên ở xung quanh lầu Ngưng Bích. Tuy nhiên, đó không phải là bức tranh đơn thuần, mà đó là bức tranh về tâm trạng của Kiều nữa, với cái nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, với cái điệp từ buồn trông, rồi với thủ pháp liệt kê vân vân. Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu nêu nội dung luôn này. 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích đã đem đến hoặc là đã mở ra trước mắt bạn đọc bức
tranh thiên nhiên. Và đồng thời cũng là tranh tâm trạng của Kiều. Được không? Khi cô đơn lẻ loi nơi lầu Ngưng Bích OK chưa? Đó là về nội dung này, về nghệ thuật này. Về nghệ thuật là tác giả Nguyễn Du hoặc là nhà thơ Nguyễn Du, được không? Tác giả Nguyễn Du. Đã vận dụng điêu luyện bút pháp tả cảnh ngụ tình kết hợp với điệp từ biện pháp liệt kê đúng không? phẩy này từ lấy tượng hình tượng thanh để đem đến trang thơ xúc động đến thế hoặc là đem đến trang thơ xúc động như vậy. OK chưa? Được không? Được không? Nhá. Đó là chúng ta tổng kết xong vấn đề nghị luận rồi này. Tiếp tục để liên hệ mở rộng thì chị muốn sử dụng câu thơ ở trong bài đọc Kiều của Trế Lan Viên. Đó chính là câu thơ Trạnh thương cô Kiều như đời dân tộc, sắc tài sao mà lắm chuyên chuyên. Để có thể dẫn ra được cái câu thơ đó thay cho lời kết của mình thì trước tiên chị phải có cái phần dẫn dắt đúng không? Sau khi chúng ta kết lại được vấn đề nghị luận rồi này thì chúng ta tiếp tục viết nhá. Ví dụ như là đoạn thơ không chỉ làm nổi bật được cảnh ngộ của Kiều mà còn chính chứng tỏ được tài năng và trái tim đồng cảm của tác giả Nguyễn Du với các nhân vật của mình, được không? Tiếp tục nhá, đoạn thơ không chỉ làm nổi bật được tình cảnh của Kiều mà còn được không? chứng tỏ tài năng trái tim đồng cảm. Ôi chết rồi, bút chị hết mực mất rồi, chị rất là xin lỗi các bạn. Đó, các okay, em tiếp tục viết tiếp nhá. Đó là mà còn chứng tỏ được tài năng, trái tim đồng cảm của Nguyễn Du đối với các nhân vật của mình. Chấm này. Gì nữa nhở? Hồn thơ ấy, đúng không? Hồn thơ ấy đã đi vào hàng triệu trái tim độc giả để rồi các thế hệ sau cùng đồng cảm trước một tiếng thơ. Hai chấm xuống dòng. Trạnh thương cô Kiều như đời dân tộc, sắc tài sao mà lắm chuân chuyên. Rồi chúng ta đóng hoặc kép vào xuống dòng ghi tên tác giả Trế Lan Viên hoặc là chúng ta ghi tên tác phẩm rồi gạch ngang Trế Lan Viên. Đó là hai câu thơ trích trong bài đọc Kiều của Trế Lan Viên các em nhé. Được không? Đó, đó chính là cái phần mà chị cùng với các bạn đã thực hành ngay những lý thuyết chúng ta học về kết bài, được không? Áp dụng luôn vào những cái đề bài cụ thể xem là nói thì là như vậy đấy, về lý thuyết thì là như vậy đấy, kiến thức thì là như vậy đấy. Bây giờ em áp dụng vào phần thực hành như thế nào đây? Đúng không? Các bạn thấy có đơn giản không? Rất là đơn giản khi mà chúng ta có cái sự chuẩn bị trước, khi mà các em nắm nhuần nhuyễn về kiến thức nền và những phần liên hệ mở rộng chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm tòi, khám phá thêm nhiều những cái nội dung hay ho nữa thì chị tin chắc rằng phần kết bài của các em sẽ là một điểm nhấn và tạo được cái ấn tượng sâu sắc cho người đọc qua bài viết của mình đấy.
Rất là cảm ơn các bạn khi mà đã cùng với chị theo dõi buổi học này, cùng với chị ghi nhớ được những kiến thức chung về phần kết bài, cùng với chị thực hành viết hai kết bài mẫu. Chị mong rằng là sau phần phát trực tiếp này, các em khi chia sẻ xong, các em inbox về cho fanpage sẽ nhận được bộ kết bài mẫu và hãy tự giác chuẩn bị cho mình những phần kết bài riêng để tạo ấn tượng cho bài viết của mình nhé. Hãy tự tin về kết bài của các em và khi mà vào bài viết, khi mà vào đề ấy, khi mà bắt đầu làm bài ấy, thì các em phải dựa vào đề bài cụ thể nhé, chứ không phải là chúng ta chuẩn bị một cái khuôn rồi áp cho tất cả các bài đâu. Phần kết bài là chúng ta cũng phải linh hoạt như phần mở bài vậy. Không phải là vấn đề nghị luận của đề bài nào cũng giống nhau, đúng không? Thế cho nên là làm sao mà chúng ta viết những cái kết bài giống nhau cho những đề bài khác nhau được. Thế cho nên là chúng ta không có gì khác ngoài cái sự chủ động chuẩn bị của mình. Và chị chúc các bạn sẽ có được những cái bài làm hoàn thiện, trọn vẹn và truyền tải được những cái thông điệp, những cái dấu ấn riêng của bản thân các em nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp này và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Rất là cảm ơn và tạm biệt các em. Bye bye.